về về. Ở trong có quảng bá về luôn. Mẹ chú à? Mẹ á? Trời ơi. Mẹ chú chờ chú về à? Mẹ chú nhiều tuổi chưa? Có mua hoa tặng mẹ không? Mười 15 tháng 3 là sinh nhật chú. Mà chú chỉ mong mẹ chú mua quà chú. Thường năm nào cũng vậy, mấy ngày sinh nhật bà già bà mua cho luôn bánh kem khoảng 200.000. Mẹ chú ở nhà có làm gì không? Không, có bán cà phê chứ ở nhà. Có bán cà phê cũng tiền ra tiền vô vừa đủ sống. Cuộc sống ai cũng khó khăn vất vả. Nó vất vả lắm. Nhưng mà chú có nhớ sinh nhật mẹ chú không? Có. Sinh nhật bả tôi cũng mua cái bánh kem cho bả. Kem một nữa 1.000, 250, 300. Sao chú mua cái to thêm gì? Ăn hết không? Đó, không có hết là bỏ tủ lạnh. Mà chú không lấy vợ là do chú nghĩ chú nghèo không nuôi được hả? Nói chung bây giờ không có tiền cũng khó lắm chú ạ. Phụ nữ người ta cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều khi người ta cũng mong chờ một người đàn ông che chở. Thế là chán luôn. Không lấy vợ nữa, không yêu đương nữa. Trời ơi, chạy xe mà ăn bánh mì không thì chạy sao? Làm sao cho ai chóng mặt? Một ngày mà chú làm được 350 thì mà chú không phải thuê nhà nó cũng đỡ. Chứ nhiều người thì thuê nhà tốn tiền lắm. Chú uống bia không đấy? Không, không, không. Không uống bia rượu à? Không. Này chú gửi của cháu bao tiền? Của chị 40. Thương ha, có mẹ thương ha. Tiền được đâu rồi? Chú cầm cùng cháu ấy. Khổ quá nó cho cốc bia, cho từng chú uống bia, cho tặng chú cốc bia. Chú lấy bia à? Nhà có ai uống bia không? Không. Ui giời. Đứng cái đâu ở đây. À đây số có số đi rồi. Đây. Chờ chờ xin. Cái này về 20 tháng 11, à quên 8 tháng 3 mẹ chú này. Cái này sinh nhật chú cho biếu chú nha. Sinh nhật chú chúc chú sức khỏe. Đưa mẹ đi ăn bữa tươi. Chúc chị ngày 8 tháng 3 ngày phụ nữ chị vui vẻ. À đây. Cái này mắc về tặng bà. Yeah. Mang về tặng bà bó hoa. Này. Còn đâu cháu bơi ôm bia về cháu uống. Dạ. Yeah. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ không sao chị. Ngày 8 tháng 3 vui vẻ.